chắc hẳn ai cũng biết đến cây artiso là đặc sản của xứ sở Đà Lạt ngàn hoa. Hôm nay, Vegan xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm chiết xuất nguyên chất 100% từ cây artiso tại Đà Lạt của thương hiệu Ngọc Duy. Sản phẩm được xuất khẩu qua Hàn Quốc, vậy cao artiso slim có công dụng là gì? Này nhá! Công dụng chính mà chị em mình quan tâm nhất là giảm cholesterol, giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả, thứ hai là giải độc, mát gan, giảm mụn nè. Thứ ba là điều hòa huyết áp, bổ thận dành cho phụ nữ hơi có tuổi, đặc biệt cao AT rất tốt để thanh lọc cơ thể, mỗi ngày bạn dùng từ 2 đến 3 ống sẽ mang lại hiệu quả hơn. Bạn có thể uống trực tiếp hoặc pha loãng một ống với 200 đến 300 ml nước ấm, hoặc có thể cho thêm đường, đá tùy thích. Sản phẩm được đóng gói dạng ống tiện lợi, gọn, dễ mang theo. Hoa à, hãy nâng cao sức khỏe, đẹp dáng, đẹp da thì còn gì bằng?